Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, ngày 17 tháng 2 năm 1979, thực hiện kế hoạch vạch ra từ trước, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến Móng Cái, Quảng Ninh. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tuy chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc sau cuộc chiến còn kéo dài cho đến tận đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Thậm chí, hệ lụy của cuộc chiến còn dai dẳng cho đến tận bây giờ. Và sau 43 năm, một cựu binh trong cuộc chiến tranh ấy đã bất ngờ lên tiếng tiết lộ nguyên nhân sâu xa mà Trung Quốc mở cuộc tấn công ồ ạt nước ta. Đáng nói, nhân chứng sống này còn hé lộ về một thế lực đứng đằng sau ép buộc Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học vào năm 1979 khiến thế giới sững sờ. Vậy rốt cuộc, thế lực bí ẩn nào đứng đằng sau tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979? Còn những bí mật gây sốc nào về âm mưu toan tính của chính quyền Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà chưa được tiết lộ, hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Chiến tranh biên giới năm 1979 hay chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước gồm 6 tỉnh với chiều dài 1.200 km. Quân đội và nhân dân Việt Nam quyết liệt chống trả, thà hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố mục tiêu đã hoàn thành và rút quân, nhưng kể cả trong những năm sau đó, rải rác vẫn còn nhiều vùng biên giới của Việt Nam bị phía Trung Quốc kiểm soát. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, giới khoa học quân sự Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhận định liên quan tới những góc độ khác nhau của cuộc chiến này. Nói về nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, hầu hết các tài liệu sách, báo đa phần đều nói rằng vì Việt Nam tấn công qua Campuchia nên Trung Quốc mới đem quân sang để dạy cho chúng ta một bài học. Tuy nhiên gần đây, trên các trang mạng đang xôn xao bàn tán về một tờ báo dẫn lại lời kể của một nhân vật đã tiết lộ thế lực ngầm bí ẩn đứng đằng sau ép Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1979 khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Vậy rốt cuộc, thế lực nào đã tiếp sức cho Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979? Có những góc khuất nào về cuộc chiến năm xưa mà chưa được tiết lộ? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, nhân dân hai nước gắn bó mật thiết, đoàn kết giúp đỡ nhau. Nhưng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam thắng lợi năm 1975, quan hệ hai nước dần xấu đi. Đến năm 1979, khi quân đội nhân dân Việt Nam tiến công, đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, mở ra công cuộc hồi sinh đất nước, chính quyền Trung Quốc cùng một số nước khác đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc sự xuất hiện của quân tình nguyện Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia. Mục đích của họ là muốn chống phá cách mạng Việt Nam, hậu thuẫn cho các thế lực phản động để mưu toan áp đặt lợi ích dân tộc của họ trên bán đảo Đông Dương. Trong khi đó, bối cảnh quốc tế lúc này đang có những diễn biến rất phức tạp khi mâu thuẫn Liên Xô-Trung Quốc gia tăng căng thẳng. Quan hệ Trung Quốc-Mỹ tiếp tục có sự cải thiện khi cả hai đều coi Liên Xô là kẻ thù số 1. Sau nhiều lần gây ra các vụ khiêu khích quân sự quy mô nhỏ, từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân trên 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo các loại, mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ, Lai Châu đến Móng Cái, Quảng Ninh. Trong đó, hướng tiến công chủ yếu là Cao Bằng, Lạng Sơn, hướng tiến công quan trọng là Lào Cai, Hoàng Liên Sơn, hướng phối hợp là Phong Thổ, Lai Châu, hướng nghi binh thu hút lực lượng là Quảng Ninh, Hà Tuyên. Mở cuộc tiến công xuống biên giới phía Bắc Việt Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc buộc Việt Nam phải rút quân tình nguyện ra khỏi Campuchia, tạo điều kiện cho quân Pol Pot hồi phục lực lượng, giữ được những căn cứ còn lại, tiếp tục chống phá chính quyền cách mạng Campuchia vừa thiết lập, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của một số nước lớn đang chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó có Mỹ, để giúp Trung Quốc thực hiện 4 hiện đại hóa: nông nghiệp, công nghiệp, quân đội, khoa học kỹ thuật. Với lực lượng, vũ khí trang bị chiếm ưu thế áp đảo hiện đại, bộ binh đông gấp hơn 3,5 lần, pháo binh nhiều gấp 5,7 lần, xe tăng thiết giáp nhiều gấp 9,8 lần. Quân Trung Quốc sẽ nhanh chóng đập tan hệ thống phòng thủ biên giới của Việt Nam. Mặt khác, một bộ phận lớn quân đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Lực lượng tăng cường cho mặt trận biên giới sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ những toàn tính đó, Bộ Chỉ huy Trung Quốc đã ra kế hoạch là nhanh chóng đánh chiếm một số thị xã, địa bàn quan trọng, sau đó tùy điều kiện tình hình cụ thể có thể phát triển sâu vào nội địa Việt Nam.
Trung Quốc không thể ngờ rằng sau khoảng một tháng chiến đấu, từ ngày 17 tháng 2 đến 18 tháng 3 năm 1979, quân dân Việt Nam đã buộc đối phương sớm rút quân, qua đó làm thất bại hoàn toàn ý đồ của nhà cầm quyền Trung Quốc, muốn áp đặt lợi ích nước lớn lên bán đảo Đông Dương. Sau 43 năm, từ ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam, đã có rất nhiều tờ báo, tài liệu ghi chép, phân tích, giải thích tại sao Đặng Tiểu Bình quyết định tấn công Việt Nam. Mới đây, trên mạng Trung Quốc đang xôn xao vì một bài báo dẫn lại lời kể của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu rằng trước khi Trung Quốc đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đã có những thảo luận rất kỹ càng với Singapore. Vậy thì rốt cuộc, có phải Singapore đã xúi giục Trung Quốc đánh nước ta hay không? Vì sao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng có quan hệ gắn bó, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, đang cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam vừa mới kết thúc chưa đầy 4 năm lại rơi vào mối quan hệ xấu đến mức Trung Quốc huy động hàng chục vạn quân tiến đánh Việt Nam? Sau đây là nội dung bài báo đăng trên tạp chí Ngắm nhìn thế giới, số thứ 3 năm 2009, có tựa đề là lời kể của Lý Quang Diệu về lý do Đặng Tiểu Bình tấn công Việt Nam năm 1979, được chúng tôi dịch lại. Cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình là một trải nghiệm khó quên đối với Lý Quang Diệu. Tháng 11 năm 1978, vị trưởng lão 74 tuổi ấy bước xuống từ chiếc máy bay Boeing 707 tại sân bay Bea Leba. Ông có dáng dấp lanh lợi rắn giỏi, vóc người thấp nhỏ, mặc bộ đồ vải len màu vàng nhạt, bước đi thoăn thoắt. Duyệt đội danh dự xong, Đặng Tiểu Bình ngồi xe cùng Lý Quang Diệu về tòa biệt thự dùng làm nhà khách trong phủ tổng thống Singapore. Chiều hôm đó, hai ông đã có cuộc hội đàm chính thức tại phòng họp chính phủ. Ít ai biết rằng Đặng Tiểu Bình có thói quen dùng ống nhổm. Mặc dù tổng thống Singapore quy định không được hút thuốc trong phòng máy lạnh, nhưng ông Lý Quang Diệu vẫn đặc cách đặt chiếc gạt tàn thuốc lá cho Đặng Tiểu Bình ở chỗ dễ nhìn thấy. Tất cả những điều đó là sự chuẩn bị đón tiếp một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Nhớ lại năm 1976, khi Lý Quang Diệu đến thăm Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình không thể gặp ông. Hồi ấy Đặng Tiểu Bình đang bị chèn ép, gạt bỏ và phải đứng xa bên ngoài. Mới đầu, Đặng Tiểu Bình bị lũ bốn tên đánh bại, nhưng cuối cùng ngược lại, bọn họ bị lật đổ. Vị lãnh đạo Trung Quốc đã bỏ ra 2 tiếng rưỡi đồng hồ để nói về mối đe dọa mà Liên Xô đã gây ra cho thế giới. Ông nói tất cả các quốc gia và các dân tộc phản đối chiến tranh phải tổ chức một mặt trận liên hợp để đồng thanh chống lại bọn con buôn chiến tranh. Đặng Tiểu Bình phân tích toàn diện các chiến lược hành động của Liên Xô ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Nam Á và Đông Dương. Liên Xô chiếm thế thượng phong lớn tại Việt Nam. Có những người không hiểu vì sao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam lại tồi tệ như thế. Và do đâu Trung Quốc phải có hành động cắt viện trợ cho Việt Nam, chẳng những không thanh thủ Việt Nam mà lại đẩy Việt Nam sang phía Liên Xô. Nhưng vấn đề then chốt ở chỗ làm sao Việt Nam trong tình hình không chút nào phù hợp với lợi ích của mình lại cứ ngả hẳn về phía Liên Xô. Đó là vì Việt Nam từ nhiều năm nay ôm giấc mộng thành lập Liên bang Đông Dương. Ngay cả Hồ Chí Minh cũng có ý tưởng này. Trung Quốc xưa nay đều không đồng ý. Việt Nam coi Trung Quốc là trở ngại lớn nhất cho việc thực hiện Liên bang Đông Dương. Kết luận của Trung Quốc là Việt Nam chẳng những không thay đổi lập trường mà còn ngày càng thậm tệ chống Trung Quốc. Việc trục xuất một số lượng lớn người Hoa ở Việt Nam là bằng chứng tốt nhất. Trung Quốc sau khi cân nhắc thận trọng mới quyết định ngừng viện trợ cho Việt Nam. Đặng Tiểu Bình nói, tổng cộng Trung Quốc đã cung cấp hơn 10 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế cho Việt Nam, theo thời giá hiện nay là 20 tỷ đô la Mỹ. Một khi Trung Quốc rút viện trợ kinh tế cho Việt Nam thì Liên Xô phải một mình gánh lấy gánh nặng này. Nhưng họ không thể đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam, đành phải để Việt Nam tham gia Hội đồng Tương trợ Kinh tế, tức khối SEV, đẩy gánh nặng cho các nước Đông Âu. Đặng Tiểu Bình nói rằng trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ xem xét việc kéo Việt Nam ra khỏi vòng tay Liên Xô. Lý Quang Diệu thầm nghĩ Đặng Tiểu Bình là người xem xét vấn đề từ góc độ lâu dài, đường này hoàn toàn khác với cách tư duy của các nhà lãnh đạo Mỹ. Đặng Tiểu Bình nói vấn đề thực sự cấp bách là Việt Nam có thể mở cuộc tấn công lớn vào Campuchia. Vậy Trung Quốc nên làm gì? Tiếp đó, Đặng Tiểu Bình tự trả lời, Trung Quốc phải làm gì ư? Điều đó thì phải xem Việt Nam đi xa đến đâu trong việc thực hiện bước đi ấy. Vị lãnh đạo Trung Quốc nhắc đi nhắc lại điểm này mà không trực tiếp nói rõ rằng Trung Quốc sẽ tiến hành phản kích Việt Nam. Đặng Tiểu Bình nói, một khi Việt Nam thành công trong việc kiểm soát toàn bộ bán đảo Đông Dương thì nhiều nước châu Á sẽ mất chỗ dựa đảm bảo. Liên bang Đông Dương sẽ từng bước mở rộng ảnh hưởng và trở thành một nước cờ trong chiến lược toàn cầu của Liên Xô nhằm nam tiến xuống Ấn Độ Dương. Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc nghĩ sao nói vậy. Người Trung Quốc không bao giờ che giấu quan điểm của mình, nói như đinh đóng cột. Trong chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc đã tuyên bố rằng một khi Mỹ áp sát sông Áp Lục thì Trung Quốc không thể ngồi xem bỏ qua.
Ngược lại, người Mỹ đã phớt lờ tuyên bố đó. Trên chính sách ngoại giao, người Trung Quốc nghĩ thế nào thì phát biểu thế ấy. Ông cho biết có hai nguyên nhân khiến Trung Quốc một lần nữa phải nói rõ chính sách Hoa Kiều. Thứ nhất, các hành động chống Trung Quốc của Việt Nam. Thứ hai, dựa trên những cân nhắc nội bộ của Trung Quốc. Điều này có thể liên quan đến tác hại còn lại của bè lũ bốn tên trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Về vấn đề Campuchia, ông đảm bảo với tôi rằng cách giải quyết của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Liên Xô và Việt Nam ký hiệp ước hợp tác hữu nghị với nhau. Cho dù Việt Nam yêu cầu Liên Xô liên kết đe dọa Trung Quốc thì Trung Quốc cũng không sợ hãi, huống chi Liên Xô cũng chẳng dám trắng trợn gây sự với Trung Quốc. Ông nghiêm mặt nói rằng nếu Việt Nam xâm lược Campuchia thì Trung Quốc tất sẽ trừng phạt Việt Nam. Trung Quốc ắt phải bắt họ trả giá cho điều đó. Rốt cuộc, Liên Xô cũng sẽ thấy rằng giúp Việt Nam là một gánh nặng không chịu nổi. Khi Đặng Tiểu Bình nói xong thì trời đã xế chiều. Lý Quang Diệu hỏi liệu ông có muốn phát biểu ý kiến ngay bây giờ hay là nghỉ họp, ngày mai họp tiếp nhằm để ông có thời gian thay quần áo và ăn tối, cũng để bản thân Lý Quang Diệu có dịp suy nghĩ về những điều ông vừa nói. Đặng Tiểu Bình tỏ ý chớ nên để thức ăn bị nguội. Trong bữa tiệc chiều đãi tối hôm đó, ông tỏ ra rất gần gũi thân tình, nhưng tâm trạng ông thì vẫn chưa nguôi ngoai, đầu óc vẫn luôn nghĩ về chuyện Việt Nam đánh Campuchia. Lý Quang Diệu bèn hỏi ông, bây giờ Thủ tướng Thái Lan, tướng Kriansas Chomanan đã tuyên bố Thái Lan sẽ đứng về phía Trung Quốc, đã nồng nhiệt tiếp đón ông tại Bangkok và cam kết bằng những hành động thiết thực. Vậy sau đây Trung Quốc sẽ làm gì? Đặng Tiểu Bình lại lẩm bẩm, điều đó còn phải xem hành động của Việt Nam nghiêm trọng tới đâu. Cuối tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ và cùng Tổng thống Carter lập lại quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ trong tình hình Mỹ không hứa từ bỏ Đài Loan. Đặng Tiểu Bình muốn được đảm bảo rằng khi Trung Quốc có hành động tấn công và trừng phạt Việt Nam thì Mỹ sẽ không đứng cùng một mặt trận với Liên Xô. Đây chính là nguyên nhân tại sao Đặng Tiểu Bình nóng lòng muốn đi thăm Mỹ. Đúng 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng chục vạn quân Trung Quốc đồng loạt vượt biên giới Trung Quốc-Việt Nam tiến công nhiều mục tiêu trên toàn tuyến biên giới nhằm nhanh chóng đánh chiếm một số thị xã, đường tiếp tế của Việt Nam từ phía sau lên. Hướng tiến công chủ yếu là Lạng Sơn, Cao Bằng, hướng quan trọng là Lào Cai, hướng phối hợp là Phong Thổ, Lai Châu, hướng nghi binh để thu hút lực lượng của Việt Nam là Hà Tuyên và Quảng Ninh. Cách đánh chủ yếu của Trung Quốc là sử dụng lực lượng áp đảo bất ngờ tiến công đồng loạt, tập trung vào hướng chính diện kết hợp với vu hồi, thọc sâu, bao vây, chia cắt lực lượng ta. Đặc biệt là sử dụng pháo binh gây sát thương lớn cho bộ đội và dân thường Việt Nam. Có thể thấy, cuộc tiến công quân sự của Trung Quốc đối với Việt Nam tháng 2 năm 1979 chính là một vết đen trong lịch sử quan hệ hai nước, đã đưa quan hệ giữa hai nước vào một thời kỳ căng thẳng, bất ổn kéo dài hơn hai thập kỷ.